Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Luật Máy Cưa nha. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 năm 2024. Cả chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi anh em nha. Đấy, lô này thì nó là hàng có 8 con máy cưa xích này và có đánh dấu ký tự là Y1, Y2 cho tới Y8. Tại sao mà em lại ghi cái ký tự là Y1, Y2 như thế? Thì để cho thuận tiện khi anh em đặt hàng, ví dụ anh em ưng con trong những con máy trong lô này ngày hôm nay nhưng mà không biết tên con máy là con gì thì hãy bảo là anh muốn mua con y mấy là được, và cho em xin thông tin địa chỉ em sẽ ship tận nhà cho anh em nhé. Máy móc cam kết giống như trên video quảng cáo, anh em nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán, không bắt anh em phải cọc cạch gì trước. Và trong lô này thì cửa hàng chúng em có thanh lý 2 con máy nha, là con y1 và con y2. Hai con này thì cửa hàng chúng em bán thanh lý cho anh em đấy. Thì tí nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em đó là con y1, con y2 nó sẽ như thế nào anh em nhé. Và đây là cái tờ giấy của cây máy này. Đấy, đây là cái giá thành của cây máy nha. Tất cả những con máy cửa hàng chúng em đều ghi cái giá thành vào phần tay cầm của cây máy rồi. Đấy, cho anh em tham khảo giá thoải mái anh em nha. Anh em cảm thấy ưng ý, muốn mua của bên em thì chỉ cần liên hệ cho cửa hàng chúng em qua đường dây số điện thoại 0354392929 nhá. Số đó thì em có sử dụng cả Zalo luôn, anh em đặt hàng ở trên Zalo cũng được. Đấy. Rồi, đầu tiên là con Y1, con Y2, hai con này thì bán thanh lý cho anh em đây. Con đầu tiên ý ạ, hai con này thì để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình anh em nhá. Anh em sử dụng ít ý ạ, nói chung là về cắt cành tỉa nhánh hoặc lâu lâu mới bỏ ra sử dụng để cắt chơi chơi thì làm cái con này cho nó hạt rẻ anh em nhá. Đấy, con này thì thật ra nó là hàng máy mới. Đó, máy mới 100% nhá anh em nhá. Giá thành thì nó con này này. Con này thì để cho anh em là lớn tuổi rồi này, hoặc là anh em về cắt tỉa cây cảnh nhá, xài cũng cực kỳ ngon, rất là bền, phụ tùng thay thế rất là nhiều, bảo hành 6 tháng cho anh em. Giá 1,2 triệu thôi anh em nhá. Con này thì lam của nó sẽ dài là 30cm cho anh em này. Đó. Đấy nhá. Sử dụng hai ốc chân lam vận trực tiếp bằng khóa 13 nhá anh em nhá. Đấy, con này nổ rất là khá là ngon, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. Đấy, cái này là cái thắng xích này. Bóp lên nhá là kéo này xích nó sẽ chạy này anh em. Đẩy cái thắng xích này xuống này là cái xích nó sẽ cứng nghiền. Đấy, không chạy, không xê dịch xích. Đây là cái bảo vệ an toàn. Đây là cái núm bơm xăng nha. Công tác ở đây, phần chữ O là tát này, chữ Y là nổ này. Ờ, giờ test tổ cho anh em nghe qua. Đấy, nổ rất là khỏe, máy móc dùng rất là ngon. Bảo hành 6 tháng cho anh em hỏng hóc phụ tùng thay thế rất là nhiều. Trên thị trường xài dòng này rất là ưa chuộng, người thích xài cực kỳ luôn anh em nhá. Giá thành thì anh em khỏi lan tan rồi, bán thanh lý mà 1,2 triệu thôi. Anh em thấy cơ hợp lý giá Y1 nha anh em nhá. Con này thì nó làm mini nhỏ nhẹ này, cắt cành tỉa nhánh này anh em. Anh em cắt những khung gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi bằng cái phích nước đổ lại. Anh em cứ cần, nếu mà về cắt cành tỉa nhánh nhà mình bằng cái phích nước đổ lại ấy, thì lấy con này cho nó hợp lý nha anh em nhá. Rồi, và bây giờ thanh lý tiếp này, cái con Y2 này. Con Y2 này thì con này là máy to. Con này thì để cho anh em về khai thác nha anh em nhá. Anh em về khai thác cắt hạ gốc cây này, như ở gốc cây xoài, gốc cây mít đồ linh tinh, gốc to, đường kính khoảng 20-30cm, 40cm đổ lại. Con này nhá, bán thanh lý cho anh em 1,5 triệu thôi anh em nhá. Đó, Nakata này anh em. Đó, con này thì nó cũng là hàng máy mới 100% luôn. Có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em này. Đấy, dòng này thì nó là máy to nên nó sẽ tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em nhá. Nếu mà anh em nhu cầu về sử dụng ít thì nó khi có khi mà cả tháng ấy bỏ ra cắt một lần, với nửa năm bỏ ra cắt lần ấy. Đấy, mà kinh phí cần một chiếc máy cưa xích, kinh phí nó hạn hẹp. Lấy cái con này cho nó hợp lý nha anh em nhá. Bảo đảm bảo cho anh em sử dụng rất là ngon, rất là bền. Dòng này bảo hành 6 tháng cho anh em phụ tùng nhá. Phụ tùng thay thế rất là nhiều, chỗ nào không có phụ tùng của dòng này thôi. Sửa chữa không cần phải lan tan, lam của con này sẽ dài là 55cm cho anh em luôn nha. Xích là 34 mắt xích, lốc hợp kim nhôm luôn nha, chứ không phải lốc nhựa nha anh em nhá. Sử dụng lỗ bô ba cửa xả này, thoát khí rất là tốt. Cũng có thắng xích khóa xích này, cái này là cái thắng xích nha anh em nhá. Đấy, thắng xích này. Đó. Sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 nha anh em nhá. 1,5 triệu bán thanh lý cho anh em đấy, bán bằng cái giá sắt vụn luôn. Bảo hành 6 tháng nhá, đầy đủ cho em. Đó. Anh em nào mà về xài ít ấy, làm con này cho nó hợp lý, giá thành cho nó nhẹ nhàng, xài chán vất đấy đúng không? Xài con này 1,5 triệu mà vừa xài vừa vất cho cửa hàng chúng em không bao giờ mà lỗ được anh em ạ. Đó, đến nữa anh xem xài chán rồi bán đi thế nào cũng được mấy trăm ngàn cơ đấy, lấy lại được vốn. Đó,
xài con này thì anh em xài ít thì thoải mái luôn anh em nhá. Rồi bây giờ là từ con i3 cho tới con i8 này, là đây là những cái hạt sản phẩm hàng của Nhật bãi cao cấp cho anh em. Nhưng mà đại đa số đây là những cái dòng nhỏ nhỏ để sử dụng gia đình nhá, chứ còn khai thác thì không có đâu anh em. 1 2 3 4 5 6 6 con máy này. Đấy, con này thì mấy là toàn máy nhỏ nhỏ để cho anh em cắt gia đình thôi, chứ không phải là hàng máy to để phục vụ sử dụng khai thác cắt hạ gốc cây đâu. Thôi, đầu tiên là con i3 là một con máy cưa Echo Curit. Đây, Echo này, thương hiệu Echo. Thương hiệu Echo nha anh em nhá. 3300, con này thì nó là hàng máy to trong phân khúc gia đình. Có núm bơm xăng phụ này. Đấy, giá bán 1.9 triệu nha anh em nhá. Làm con này phần mặt cắt là được khoảng... hơn găng tay, găng rưỡi tay gì đấy. Đấy, làm gì đâu. Chắc độ lam là mặt cắt được khoảng 30. Sử dụng hao chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 nha anh em nhá. Đấy, 1.9 triệu cho con máy này anh em. Đấy, nhìn cũng khá là đẹp và khá là ok chứ. Đấy, mã số ký hiệu đàng hoàng này, hàng của Nhật bãi nha anh em nhá. Con này là hàng của Nhật bãi này anh em. Đấy, 1.9 triệu con này thì về phù hợp cho anh em cắt khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi bằng cái phích nước đổ lại. Cắt cành tỉa nhánh đi làm vườn làm rẫy với cái tần suất sử dụng nhiều. Anh em nào mà thích bền mỉ này thì lấy con Echo này cho em, rồi cho anh em nghe tiếng nổ nha. Con này nổ cũng khá là khỏe đấy anh em. Đấy, nghe tiếng máy tích 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 không? Quan trọng nghe tiếng máy của nó nổ rất là sướng nha anh em nha. Dòng Echo này thì nó là hàng top rồi anh em sử dụng ấy thì không phải lăn tan gì nữa rồi. Và cái dòng này ấy, cửa hàng chúng em bán khá là nhiều luôn với cái thương hiệu Echo này. Đấy, Echo này nó là dạng top đầu với cái máy của dòng Nhật Bản này. Độ bền rất là cao nha anh em nha. Cho anh em nghe lại tiếng máy này. Đấy, nghe tiếng máy nổ rất đã nha. Đấy, bán cho anh em giá rẻ luôn, 1.9 triệu nha anh em nhá. Anh em về sử dụng gia đình thì thoải mái. Cân nặng con này thì tầm khoảng 4.4 kg. 4.4 kg nhá, chính xác là 4.4 kg. Lam xích đầy đủ, nhớt nhớt đầy đủ hết cho anh em. Rồi, con i4 này là một con máy cưa xích đến từ nhà thương hiệu Makita. Cái thương hiệu Makita này là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi. Anh em nào mà sử dụng những cái dòng máy khoan, máy hàn, máy mài, máy cắt có lẽ là không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi đúng không anh em? Đấy, con này là giá bán 2 triệu đồng nha anh em nhá. 33cc cho anh em, đấy, 33cc. Đó, vẫn là sử dụng hai ốc chân lam này, máy này, Makita nha anh em nhá. Lam con này phần mặt cắt là được khoảng độ 2 găng tay phần mặt cắt. Rồi, đó, 2 găng tay nha anh em nhá. Đấy, 2 găng tay phần mặt cắt nha. Về phù hợp cắt cái khung gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi bằng cái phích nước đổ lại. Hoặc là anh em về cắt cành tỉa nhánh đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Thương hiệu Makita, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi. Anh em nào mà đam mê thương hiệu Makita đây cũng khá là nhiều anh em hay hỏi đây. Cái dòng Makita hôm nay về duy nhất được một con nha anh em nhá. Đấy, 2 triệu đồng. Về gia đình cân nặng là 4 kg nha anh em nhá. Cân nặng con này nó tầm khoảng rơi vào tầm khoảng 4 kg. Để cho anh em về cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh, làm cắt tỉa cây cảnh này, hoặc là cắt cành rẫy đồ linh tinh, rẫy nương nhiều, xách con máy này đi làm thì rất là nhẹ nhàng nha anh em nhá. Con này thì để về cắt cành tỉa nhánh thôi nhá. Nổ cũng cực kỳ lực lưỡng luôn anh em nha. Nổ nghe tiếng máy rất là thoáng máy luôn. Sử dụng con này khá là khỏe đấy anh em. Sử dụng dòng Makita và cái thương hiệu của nó thì anh em khá là ok rồi. Bảo hành 6 tháng cho anh em nha. Và dòng này phụ tùng thay thế rất là nhiều. Hỏng hóc phụ tùng sửa chữa rất là nhiều. Anh em không cần phải lăn tăn nha anh em nha. Rồi qua con i5 này. i5 là một con máy cưa xích đến từ nhà thương hiệu Tananka. Tananka nha anh em nha. Rồi, Tananka nha. Dòng này thì 33cc. Đó, nòng 38mm, lam của con này là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Đó, dòng này thì nó rất bền, sử dụng hai ốc chân lam nha, rất chắc chắn cho anh em rồi. Anh em chuyên gia thích cái dòng hai ốc lam này. Đấy, con này là sử dụng hai ốc chân lam cho anh em nha. Về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Về cắt cành tỉa nhánh này,
Đó, đi làm vườn làm rẫy đủ linh tinh 2 triệu đồng cho con máy i5 nha anh em nhé. Đấy, thương hiệu Tananka cũng là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và độ bền rất là cao. Hỏng hóc phụ tùng thay thế rất là nhiều. Đấy, 6 tháng bảo hành cho con máy này nha anh em nhé. Anh em lấy con này cửa hàng chúng em đều sẽ bảo hành cho em trong vòng 6 tháng sử dụng. Phụ tùng nha, không cần phải lan tan hỏng hóc, cứ alo cho em sẽ cung cấp đầy đủ phụ tùng cho anh em về cái con máy này. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm sử dụng, bởi vì cái dòng này nó là dòng hệ đời cao mà, chứ không phải là nó dòng hệ đời cổ đâu anh em. Nên là đến nó hỏng hóc sửa chữa thì rất là dễ dàng anh em nhá. Thương hiệu Tananka, thương hiệu top đầu về thị trường của Nhật Bản rồi anh em. 2 triệu đồng nha. Qua con i6 này là một con máy cưa đến từ nhà thương hiệu Hitachi. Dòng này là máy tên máy là Hitachi nha anh em nha. Giá bán cũng 2 triệu đồng cho anh em. Dòng này thì cân nặng khoảng tầm 4 kg. Sử dụng về cắt cành, tỉa nhánh, xài gia đình. Đấy. Lam của con này thì nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 xích thì nó là xích mới rồi nhá. Đây là một sợi xích mới cả chúng em đã thay rồi. Anh em nhìn phần cây lam quá đẹp luôn. Con máy này thì khỏi phải chê rồi anh em nhá. 2 triệu đồng cho con máy này đây anh em. Sử dụng hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Đấy. Đây cho anh em xem rằng con máy này tình trạng nó còn khoảng bao nhiêu phần trăm đấy anh em. Về sử dụng gia đình rất là ngon, công suất này là 33,4 cc nha anh em nhá. Đây có cái số đàng hoàng của nó đây. Anh em nhìn rõ không ạ? 33,4 cc này. Về sử dụng gia đình là hợp lý và thoải mái luôn nha anh em nhá. Cắt cành tỉa nhánh đi làm vườn làm rẫy, cắt củi nấu rượu đồ linh tinh, căn thích vô đường kính bằng bắp tay bắp chân bắp đùi bằng cái phích nước đổ lại đấy, hoặc là anh em về cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại là con này xử lý ok nhá. Xích thì nó là xích mới rồi anh em, ở đây là một sợi xích mới nha, về cắt ngọt như mía cho em luôn. Đây có núm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em này. Lên lô thì toàn máy là hàng nổ rất là ngon nhá, và dòng này vòng cua rất là khỏe. Ôi, i7 này là một con máy cưa xích đến từ nhà thương hiệu Echocurit V3005. Con này thì để cho anh em sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Đấy, anh em hay bán con này tầm khoảng 2,7-2,8 triệu, nhưng mà hôm nay lên video bán cho anh em 2,6 triệu thôi anh em nhá. Đó, đây cho anh em nhìn dòng này thì nó là hàng máy Echocurit. Anh em nào am hiểu về dòng máy này đều thì có lẽ không còn xa lạ về con máy này nữa rồi. Máy nòng đứng nha. Sử dụng hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 này. Lam là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Đó, lòng là lòng đứng cho anh em luôn. Đây tổng thể cây máy đây anh em. Đó. Dòng của Nhật bãi, hàng Echocurit nên là dùng rất là ngon. Dòng này thì công suất là như là 36 cc anh em nhá. 36 cc cho con máy này luôn nha anh em. Anh em về sử dụng gia đình rất là khỏe luôn anh em, có xả áp ở đây để giúp cho giật nổ cây máy nó nhẹ nhàng này. Đấy, nhưng mà máy này thì nổ cũng khá là nhẹ nhàng. Đấy, anh em thấy ok chưa? Con này thì hết tức chấm rồi nha anh em nhá. Anh em nào mà kinh phí mà dư giả ấy, thì làm con này cho em thì về sử dụng gia đình rất là ngon nha anh em nhé. Đấy, độ bền của nó khá là cao, bảo hành 6 tháng cho anh em sử dụng, hỏng hóc sửa chữa phụ tùng thay thế rất là nhiều. Dòng này thì cái giá thành như thế này thì anh em khỏi phải lăn tăn rồi anh em nhé. Đó, cuối cùng trong lô ngày hôm nay này là một con máy Estin 10S200. Con này là dòng Estin nha anh em nhé, dòng Estin luôn anh em nhé. Đấy, giá bán 3,4 triệu cho con máy Estin này đây anh em. Metin Germany này, hàng này thì nó là hàng của Đức nha anh em nhá. Máy bãi Đức. Bên trong này cho anh em nhìn này. Soi bên trong nhá. Đấy, thấy không? Đó, lưới lọc gió riếc này. Đầy đủ nha, chưa có biểu hiện rách lưới. Máy móc cam kết chuẩn zin đét đẹp 100% cho anh em. Đấy. Đấy, Metin Germany này. Đó, lốc là lốc kim nhôm luôn nha, chứ không phải là lốc nhựa nha anh em nhá. Lam con này thì nó dài 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích chung 91, xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện nên anh em. Xích thì còn như mới luôn anh em nhá. Cho anh em nhìn này, nhìn mắt xích này, rất là dày dặn.
thắng sách khóa sách sử dụng đầy đủ hết cho anh em. À, thắng sách khóa sách sử dụng đầy đủ i8. Con này thì anh em mình khỏi phải chê đâu. Anh em có điều kiện lấy cho em con này xài gia đình hay là khai thác tầm trung. Có cái tần suất một ngày anh em làm 8 tiếng liên tục, dùng rất là bền, rất là ngon nhá, phòng tua rất là khỏe. Đấy. Đây cho tổng thể cái máy này, máy khá đẹp cho anh em luôn. Làm gì khỏi phải lăn tan à. Đó. 3.4 cho con máy này nhá. Nó là top đầu của dòng máy cưa xích. Nó là ở chỗ đấy anh em, máy móc nổ nó thiết kế rất là ngon, sản xuất ra con nào đều là hàng chất lượng con đấy anh em nhá. Vâng, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 8 con máy cưa xích này. Đấy, quay loạt qua. Anh em ưng cái mẫu nào rồi thì hãy mua hàng của bên em thì hãy bảo anh muốn mua con y mấy cho cửa hàng chúng em nhá. Đó, và cho em xin thông tin địa chỉ em đã ship đến tận nhà cho anh em, máy móc cam kết giới thiệu như trên video. Nói rõ đấy, anh em cảm thấy ưng thì liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng ngay anh em nhá. Xin chào toàn thể anh em.